Hello, chào tất cả các bác nhé. Bên em đang kiểm tra và chuẩn bị chuyển đi một chiếc Sava X9 các bác ạ. Đây các bác này, Sava X9. Đó, đây các bác có nhìn này. Đây là màu này, là màu 7 màu nha các bác nhé. Sava X9 07, tức là bản mới nhất bây giờ đó là G7020, tổng là 22 tốc độ này. Đấy, và là size 47. Đó, thì nguyên thùng như vậy. Thì shop em đang bỏ ra kiểm tra, thì là anh khách có bảo là có gửi nguyên thùng được không, nhưng về sau thì lại chốt lại là để shop kiểm tra trước rồi mới gửi đi. Đấy. Thì thường thường các xe bên em thì sẽ trước khi gửi đi là sẽ ai ví dụ khách nào ấy mà muốn đập hộp, tự tay đập hộp thì sẽ báo trước cái bên shop, còn không thường thường thì các đơn thì shop sẽ cắt hết hộp ra như này, xong rồi là kiểm tra hết một lượt. Thì kiểm tra này nó sẽ đỡ mất thời gian hơn của cả khách lẫn cả shop. Tại vì là những cái sản phẩm mà nó lỗi từ nhà máy ấy, thì là shop sẽ không giao nữa mà lấy một chiếc mới khác luôn, còn hơn là gửi cho khách rồi mà lúc ấy mới phát hiện ra thì nó sẽ rất là vất vả cho khách. Đây là màu 7 màu này các bác nhìn chưa, Sava X9. Thì con này đã sử dụng cái củ phanh Shimano 145 rồi này con này, nó hết ra kiểm tra đầy đủ hết tất tần tật, xong sau đó lại đóng lại y nguyên như đóng hộp như vừa lấy nhé các bác nhé, chứ không phải là đóng theo kiểu của ấy đâu, đóng lại y nguyên luôn. Cái hộp này nó rất là to nên là đóng 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 nó sẽ rất là an toàn hơn các hộp nhỏ. Đây là cái bánh của nó này, bánh của nó cũng để riêng luôn. Đây là cái yên yên đây. Đấy, cái bánh của nó cũng sẽ để riêng ra như này, vào trong một cái khay thùng giấy như này nên nó sẽ rất là an toàn hơn. Đấy, các bác chỉ những cái dòng đắt tiền thì nó mới đóng cái hộp to như này, còn đâu thường thường là sẽ hộp nhỏ. Hộp nhỏ như này các bác này, đây là một con hộp nhỏ, đây là con Java Auriga các bác nhé. Auriga bên em cũng về hàng có màu xám với cả màu nhũ bạc, đủ size luôn, không thiếu một size gì. Đấy, hộp nó to gấp đôi hộp bình thường. Đây một hộp shifter bên cạnh đây, các bác sẽ thấy nó to gấp đôi bình thường luôn. Đấy, nó đúng gấp đôi nhưng đóng sẽ rất là an toàn. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay bên shop nhé. Thì cái Sava X9 này thì là số lượng không còn nhiều, shop thì vẫn đang đủ màu đủ size cho các bác, cả Java Auriga các bác nhé, vừa mới về thì cũng đủ màu đủ size luôn. Auriga này con này, nguyên đai nguyên kiện, cũng sẽ bỏ ra kiểm tra rồi ship đi.